thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ Bảy ngày 14 tháng 1. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Khởi tố vụ án sai sự thật về sinh viên Hooflick bị xâm hại. Cắt tường cứu cháu bé bị kẹt trong khe hẹp 25cm giữa hai căn nhà. Buộc hai người tạc sơn đòi nợ đến xin lỗi sơn lại cửa nhà cho nạn nhân. Giúp dân thả cá trong ngày đưa ông Táo về trời. Nhiều tin báo về UFO được giải đáp là do hiện tượng thời tiết, chim và bóng bay. Sau đây là những thông tin nóng nhất được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 14 tháng 1. Trước tiên là diễn biến liên quan thông tin sai sự thật, sinh viên trường Hooflick bị xâm hại khi học quân sự. Ngày 14 tháng 1, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận cơ quan điều tra hình sự quân khu 7 đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan thông tin sai sự thật qua việc phát tán clip cho rằng sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đang học giáo dục quốc phòng an ninh tại trường quân sự quân khu 7 nhảy lầu tự tử do bị xâm hại. Việc khởi tố vụ án này căn cứ vào tin báo về tội phạm của trường quân sự quân khu 7 về việc đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt sai sự thật tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, trường quân sự quân khu 7. Vụ việc cũng gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của quân đội và trường quân sự quân khu 7 xảy ra vào ngày 11 tháng 1 tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, trường quân sự quân khu 7. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, tội đưa tin trái phép thông tin mạng máy tính, cơ quan điều tra hình sự quân khu 7 quyết định khởi tố vụ án hình sự tội đưa tin trái phép thông tin mạng máy tính xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, trường quân sự quân khu 7. Hiện các cơ quan chức năng đã xác định được những người trực tiếp chỉnh sửa, đăng tải, phát tán các clip chưa được kiểm chứng trên các nền tảng mạng xã hội. Phòng điều tra hình sự quân khu 7 tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để sớm làm sáng tỏ sự việc, xử lý đúng người, đúng tội. Liên quan vụ việc này, ngày 11 tháng 1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video dài 15 giây có tiếng la hét của một cô gái và một nhóm người đang khiêng người này đi vào bên trong khu nhà, kèm theo nội dung có nữ sinh Hooflick bị hiếp dâm tập thể và nhảy lầu tự tử tại trường quân sự quân khu 7. Tuy nhiên, trường quân sự quân khu 7 khẳng định video này đã bị cắt ghép và gắn vào nội dung xuyên tạc. Sự thật là có một sinh viên đang học quân sự tại trường bị mất tiền và các bạn đổ lỗi cho một nữ sinh tên H. Do bị nghi ngờ, H đã xô cửa ra ngoài, la hét, khóc lóc do bị ảnh hưởng tâm lý. Sau khi biết chuyện, cán bộ đại đội của trường đã đưa H xuống phòng làm việc, sau đó mời phụ huynh của H lên ngay trong đêm để đưa em về nhà chăm sóc, động viên. Trường quân sự quân khu 7 đã gửi đề nghị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao BA05 Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc xác minh, làm rõ những người đăng tải sai sự thật để xử lý theo pháp luật. Thông tin đáng chú ý khác trong ngày cận Tết cũng là lời cảnh tỉnh đối với những người sống bằng nghề cho vay nặng lãi. Đó là việc công an áp giải hai người tạc sơn vào cửa hàng ở quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh để đòi nợ, đến xin lỗi và sơn lại cửa nhà cho nạn nhân. Theo đó, ngày 13 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ đối với Bùi Minh Tiến, 30 tuổi, quê tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Dương Hoàng, 23 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh để điều tra hành vi hủy hoại tài sản. Thông tin ban đầu, Tiến và Hoàng cho một người phụ nữ vay số tiền hơn 70 triệu đồng. Khi tới kỳ đóng lãi, Tiến và Hoàng không liên lạc được với người phụ nữ trên nên bực tức bàn nhau tạc sơn vào hai cửa hàng của người thân chị này để gây áp lực buộc trả tiền. Từ giữa tháng 12 đến nay, cả hai đã 5 lần tạc sơn vào hai cửa hàng tại phường Phạm Ngũ Lão và phường Tân Định, gây thiệt hại về tài sản cũng như tâm lý hoang mang cho nạn nhân. Qua truy xét, trinh sát hình sự công an quận 1 đã bắt giữ Tiến và Hoàng. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an quận 1 đã khởi tố vụ án, đồng thời đưa Tiến và Hoàng đến xin lỗi và sơn sửa lại cửa nhà của hai nạn nhân. Ngày 14 tháng 1, thông tin từ Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết, đơn vị này vừa tống đạt quyết định xử phạt hành chính 3 người cùng một gia đình ở ấp Mỹ Chánh A, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 27 tháng 11 năm 2022, bà Nguyễn Thị Phượng là cháu Nguyễn Văn Bá phát hiện sau nhà ông Bá có nhiều khói bốc lên nên truy hô và cùng gia đình, người dân gần đó đến dập lửa. Liên tiếp các ngày sau đó, ông Bá và những người thân trong gia đình cung cấp thông tin tại gia đình ông xảy ra gần 100 vụ cháy các vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Những vật dụng trên đều tự bốc cháy, thiệt hại ước tính trên 50 triệu đồng.
Công an huyện Phụng Hiệp đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lắp đặt hệ thống camera giám sát và làm việc với những người có liên quan, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hậu Giang xác minh, làm rõ. Qua làm việc với ông Bá cùng những người thân trong gia đình đều thừa nhận hầu hết các vụ cháy xảy ra do gia đình ông Bá cung cấp thông tin đều do bà Nguyễn Thị Đẹp, vợ ông Bá, anh Nguyễn Văn Mừng, con ông Bá và chị Đặng Thùy Nhân, con dâu ông Bá sử dụng hộp quẹt ga đốt để nhận sự ủng hộ vật chất từ người khác. Từ kết quả xác minh trên, công an đã xử phạt bà Đẹp, anh Mừng và chị Nhân tổng cộng 7.250.000 đồng. Ngày 14 tháng 1, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho hay đang hoàn tất hồ sơ xử lý ông Nguyễn Đức Bình, 53 tuổi, ngụ xã Gia Tân 3, về hành vi vận chuyển thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có dấu hiệu kiểm dịch của cơ quan thú y. Trước đó vào tối 13 tháng 1, Đội Cảnh sát điều tra về kinh tế ma túy, Công an huyện Thống Nhất phối hợp Cảnh sát giao thông kiểm tra xe tải do ông Bình cầm lái thì phát hiện hơn 1,6 tấn thịt heo bốc mùi hôi thối, không có dấu hiệu kiểm dịch của cơ quan thú y. Tiếp tục kiểm tra cơ sở giết mổ của ông Bình tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, cơ quan chức năng phát hiện gần 250 kg thịt heo bốc mùi hôi thối, tím tái, không có dấu hiệu kiểm dịch, chuẩn bị được chở đi tiêu thụ. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Bình khai thu mua 20 con heo chết và heo sống của các hộ chăn nuôi trong vùng với giá 10.000 đồng 1 kg mang về nhà ông giết mổ rồi chở qua Bình Dương tiêu thụ với giá từ 15.000 đến 20.000 đồng 1 kg thì bị phát hiện. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai vừa giải cứu một cháu bé 9 tuổi bị kẹt trong khe rộng khoảng 25cm giữa hai ngôi nhà tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Trước đó, khoảng 16 giờ 15 phút chiều cùng ngày, người dân phát hiện cháu bé A, 9 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai, bị mắc kẹt nên gọi công an. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo hai phương tiện cứu nạn cứu hộ và hơn 20 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu cháu bé trên. Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định khe giữa ngôi nhà rộng khoảng 25cm, không có lối thoát hiểm. Do vậy, cháu bé không thể thoát ra. Để nhanh chóng cứu cháu bé, lực lượng chức năng đã tiến hành khoan đục các tường nhà. Sau gần 30 phút, cháu A đã được giải cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là khi chơi đùa trên tầng 2, cháu A vô tình ngã xuống khe hẹp giữa hai nhà. Sáng ngày 14 tháng 1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp cho biết có trục trặc trong việc kéo ống cọc bê tông ở công trình cầu Rọc Sen nằm trên đường tỉnh 857 qua huyện Thanh Bình. Trong khi đào đất, cần cẩu 80 tấn bị trục trặc đường ống dẫn dầu. Tổ điều hành tại công trường đã điều động hai nhóm thợ sửa chữa đến để đảm bảo cho hoạt động liên tục. Hiện công tác cứu hộ được triển khai trở lại. Đội cứu hộ tiếp tục đào đất bằng gầu cạp kết hợp gầu ngoạn bên ngoài ống vách. Đơn vị đã cắt xong 3 đầu cọc bê tông, đã hạ và đang tiến hành hàn lắp đặt khung chống tầng 6. Sau khi đào đất xung quanh và gia cố theo từng tầng, đội cứu hộ tỉnh Đồng Tháp tiến hành nhổ cọc bê tông. Như đã thông tin, trưa ngày 31 tháng 12 năm 2022, bé Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, không may, Nam rơi xuống ống cọc bê tông rỗng, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu 35m. Đến 18 giờ 30 phút ngày 4 tháng 1, lực lượng cứu hộ xác định bé Nam đã tử vong. Nguyên nhân chính là nạn nhân bị đa chấn thương, thiếu dưỡng khí và nhiệt độ thấp. Sau khi việc duy trì sự sống cho nạn nhân kết thúc, công tác cứu hộ chuyển sang giai đoạn đưa thi thể lên mặt đất. Sáng nay, các tình nguyện viên đường Táo Quân đã hóa trang thành các ông công, ông táo cùng người dân tiễn cá về trời. Tại cầu Long Biên, Hà Nội, hơn 100 tình nguyện viên đã tất bật từ 5 giờ sáng hỗ trợ người dân đưa cá vào xô đã được nối dây trồng trọc và thả xuống sông để cá tiếp nước an toàn. Thiện nguyện ở đây các cháu giúp để thả cá đấy. Nhất là để đảm bảo môi trường, thứ hai nữa là bảo vệ môi trường, thứ hai nữa là cũng là giúp cho các con cá nó phóng sinh thì nó được đảm bảo, nó được sống. Rất là ý nghĩa, nó giúp cho cộng đồng để là giáo dục cho các bạn trẻ là có một cái ý thức là để sau này là cũng cứ tiếp nối như thế để làm. Không dừng lại ở việc chỉ tuyên truyền bằng khẩu hiệu, hành động nhỏ thiết thực của các bạn trẻ trong dự án đường Táo Quân suốt 10 năm qua đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân về rác thải nhựa và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Chuyển sang phần tin thế giới, theo một báo cáo được công bố gần đây, chính phủ Mỹ đang xem xét 510 trường hợp trình báo nhìn thấy vật thể bay không xác định UFO, trong đó hàng trăm trường hợp chưa giải thích được.
Báo cáo năm 2022 của Giám đốc Tình báo Quốc gia DNA công bố ngày 12 tháng 1 cho biết 247 hiện tượng dị thường không xác định UAP đã được tiếp nhận kể từ tháng 6 năm 2021, thời điểm Mỹ công bố báo cáo về 144 lần chạm trán vật thể bay không xác định UFO. Mỹ cũng phát hiện 119 lời trình báo khác bị lẫn với các tập hồ sơ cũ trong 17 năm qua, nâng tổng số trường hợp chạm trán UFO được kiểm tra lên 510. Hầu hết trường hợp trình báo mới đến từ các phi công của Hải quân và Không quân Mỹ, theo tài liệu của DNA. Báo cáo của DNA được đưa ra sau nhiều năm Quốc hội gây áp lực với quân đội và cộng đồng tình báo để xem xét nghiêm túc về các báo cáo UFO. Lầu Năm Góc trước đây gọi chúng là vật thể bay không xác định UFO, nhưng giờ đổi thành hiện tượng dị thường không xác định UAP để bao gồm cả hàng không, vũ trụ và hàng hải. Tuy nhiên, UFO vẫn là cách gọi được nhiều người biết đến hơn. Trong số hơn 500 trường hợp, gần 200 đã được giải đáp, bao gồm bóng bay, máy bay không người lái, các loài chim, sự kiện thời tiết và túi nhựa bay trong không khí. Tuy nhiên, những hồ sơ khác vẫn chưa tìm được lời giải thích. Đây là trọng tâm điều tra của Lầu Năm Góc, cơ quan trình báo và NASA vì lo ngại nguy cơ gián điệp. Một số loài chim, bò sát và động vật biển có tuổi thọ khá cao. Chúng có thể sống đến 100 đến 200 tuổi, thậm chí 500 tuổi. Cụ thể là loài tôm hùm Mỹ được tìm thấy ở bờ biển Đại Tây Dương của Bắc Mỹ có thể sống tới 100 năm. Taurara là một loài bò sát đặc hữu của New Zealand, được tìm thấy ngoài khơi các bờ biển. Con vật có vẻ ngoài kỳ lạ này có thể sống đến 90 tuổi. Cá tráp cam có thể được tìm thấy ngoài khơi bờ biển phía nam Australia và sống tới 140 đến 150 năm tuổi. Cá tầm hồi là loài cá nước ngọt ở Bắc Mỹ có thể sống tới 152 tuổi. Rùa Galapagos với tuổi thọ lên đến 177. Nhím biển đỏ dễ dàng phòng thủ trước những kẻ thù ở đại dương, nhờ vậy chúng có thể sống đến 200 năm tuổi. Còn những con cá voi vây khổng lồ có tuổi thọ lên đến 200 năm. Cá voi đầu cong cũng được tìm thấy ở Bắc Băng Dương và có thể sống đến 211 năm. Rùa khổng lồ Andabra đã được ghi nhận có thể sống đến 255 tuổi. Cá mập Greenland được tìm thấy ở Bắc Băng Dương có thể sống tới 392 tuổi. Nhưng vô địch về tuổi thọ có lẽ là con ngao tên là Mindermolus đã sống được 507 năm. Tối ngày 13 tháng 1 giờ địa phương, giải độc đắc Mega Million tại Mỹ trị giá 1,35 tỷ đô la, hơn 31.000 tỷ đồng đã tìm được chủ nhân. Các số trúng thưởng được công bố lần lượt là 30, 43, 45, 46, 61 cùng với số độc đắc là 14. Theo CNN, người trúng giải độc đắc ở tiểu bang Maine của Mỹ. Danh tính người trúng giải độc đắc Mega Million chưa được tiết lộ. Người trúng giải độc đắc được quyền chọn lựa giữa phương án nhận tiền mặt một lần hoặc nhận tiền hàng năm trong 29 năm. Từ trước đến nay, hầu hết những người trúng xổ số đều chọn nhận giải thưởng một lần. Nếu chọn hình thức này, người trúng giải độc đắc Mega Million ngày 13 tháng 1 có thể nhận được ước tính 724,6 triệu đô la. Giải độc đắc 1,35 tỷ đô la công bố đêm 13 tháng 1 có giá trị cao thứ hai trong lịch sử Mega Million. Giải độc đắc Mega Million có trị giá cao nhất trong mọi thời đại là vào tháng 10 năm 2018, trị giá 1,53 tỷ đô la Mỹ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, một bộ phận không khí lạnh khá mạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng và ngày 15 tháng 1, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Từ ngày 15 tháng 1, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời chuyển rét, có nơi rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C, đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11 đến 14 độ C, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày mai 15 tháng 1, trời có mây, không mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Trên biển, từ sáng 15 đến 16 tháng 1, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5 mét, biển động.
Bản tin 30 giây nóng đến đây xin phép được tạm dừng để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực. Quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, video.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả các nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.